Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày tháng 2021, Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng một chiếc tủ chè bằng gỗ vụ. Đây là chiếc tủ chè hàng siêu VIP của Đồ Gỗ Thành Luân tôi. Bệ đục bát tiên quần thú và lèo đục tích mai điểu, cánh cảng ốc đỏ tích vinh văn vương cầu hiền. Đây là hàng siêu VIP được làm chất liệu gỗ vụ. Và đây là cái chiếc tủ chè chúng tôi làm dày một gấp đôi cái hàng thông thường, thì nó được đặt tên là tủ chè siêu VIP. Đấy, cánh cong, bệ được bát tiên quần thú và lèo được tích mai điểu. Bộ sản phẩm trên được Đồ Gỗ Thành Luân tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Nguyễn Bá Thanh ở tại thành phố Bắc Ninh. Anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân và sau một thời gian dài chúng tôi hoàn thiện xong phần cuối cùng, ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao gia đình anh Nguyễn Bá Thanh ở Bắc Ninh. Vâng, sau đây Thành Luân xin quý khách bước ra khoảng vài phút để đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Cái chiếc tủ chè nó kích thước từ ngang 1m9, cao tầm khoảng 80 phân đấy, và sâu tầm khoảng 55 phân. Hàng siêu VIP luôn, và cánh này là cánh toàn bộ cánh khảm tích văn vương cầu hiền được khảm ốc đỏ của Singapore. Khách đã thấy trên mình đó, cánh khảm ốc đỏ Singapore rất chìa đẹp, và từ cái đường nét chi tiết tỉa tách này, rồi những ngành nghệ nhân thực thụ của nhà chúng ta. Khách hàng nào có nhu cầu về các sản phẩm này liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0967 110389 0972 770 888. Trên này khách đang thấy đây là chiếc lèo, lèo này gọi là lèo kép, lèo này là lèo kép đục tích mai điểu do những người nghệ nhân gốc nghề chế tác. Đây, sản phẩm được Đồ Gỗ Thành Luân tôi hoàn thiện bằng bánh rắc ly trần, bánh rắc ly trần 100%. Theo yêu cầu của khách hàng là khách hàng yêu cầu chúng tôi đánh rắc ly, đánh rắc ly 100%. Và bình thường chúng tôi có thể phun lên đi sơn PU. Các sản phẩm này của Thành Luân tôi luôn luôn mang một nét đặc trưng riêng biệt và khác biệt so với các hàng thông thường trên thị trường. Đây là cái tủ chè tôi làm siêu dày nhé, nó dày, cái bệ này chúng tôi làm dày 12 phân, bệ dày 12 phân rất dày luôn. Thông tin khách vui lòng liên hệ hoặc kết bạn với Zalo hay số điện thoại của tôi 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Và đây khách đang xem video clip chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, chúng tôi vẫn còn các chiếc tủ chè bằng gỗ hương đá và gỗ vụ còn rất nhiều đang trưng bày tại cơ sở. Khách có thể bớt chút thời gian để trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi để mục sở thị mua sắm các sản phẩm tại cơ sở của tôi. Chúng tôi có hai cơ sở một nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cơ sở 2 số nhà 71-73 phố Văn Cao, phường Đặng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Vâng, một lần nữa thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Và quý khách đừng quên để lại các đóng góp ý kiến bằng cách bình luận, comment video clip dưới này. Đấy, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.